Hello, xin chào thầy, em đã quay trở lại video của Hoàng nha. Hôm nay thì Hoàng có thành ví cho anh em một mẫu cưa sức mới đập hộp luôn, hàng chưa xài nữa nhé. Đó, hàng chất lượng cực kỳ luôn, máy nổ giòn bốc êm, hai ốc chân lam, đó, có hàm rồng căm gỗ bằng sắt cho anh em nhé, có bình xăng phụ, bình xăng phía sau, phanh xích đầy đủ cho anh em thôi. Con này nó là cái mẫu cưa mà thay thế các cái dòng máy bãi luôn, anh em sử dụng rất là bền, ít trục trặc này. Nó dòng máy mới nên là các bác cứ yên tâm luôn nhé, về chỉ việc đô đa một chút rồi nổ xài thôi. Đó, con này xuất xứ Trung Quốc thôi nhé, nhưng mà hàng đặt của công ty đó, nên là chất lượng thì em cam kết anh em luôn, bao chuẩn. Anh em nào lấy số lượng một cây trở lên, à lấy anh em lấy số lượng 4 cây trở lên thì em sẽ để em giá tốt hơn. Còn anh em nào lấy một cây thì giá em đang bán là 1.650.000 nhé, bao ship tận nhà nhé. Giá này thì em bao anh em giá toàn quốc luôn, không ai có luôn. Đó, máy mới luôn, bao nổ bao giòn. Rồi xin phép test nổ cho anh em nghe tiếng máy con này nhé, nguyên bộ luôn, lam dài được 35 phân nhé, trừ chân ốc còn 30 phân nhé. Đó, anh em cắt cành cắt cây cổ nhỏ trong gia đình là quá tuyệt vời luôn. Hàng mới là anh em yên tâm. Xuống và liên hệ nhé.